Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ lấy những cái màu mà mình đẹp nhất mình sẽ tô nha. Các bạn xem video của mình có thấy hay không? Nếu mà thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Mày quay nhanh lên. Gì nữa còn nói nhầm. Mày nghe hả mọi người tao nhỏ. Chả nghe thoại là đúng con người. Lập tháo ra mẹ mới tát tát. Nó ra lỏng mày cái tóc. Chỉ là người cố khó giữa chính anh thôi. Chắc anh cũng xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ
chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ lấy những cái màu mà mình đẹp nhất mình sẽ tô nha. Các bạn xem video của mình có thấy hay không? Nếu mà thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Nào quay gần hết rồi. Gần hết cái đầu ngoài chưa được một nửa. Chưa được một nửa hả? Nói thì nói mẹ. Nói thì qua nói không nói được đâu. Đọc từ điện thoại lên nói không nói được. Nhưng mà nói là nào nhiều về phần ít ít thôi. Rồi. Nhưng mà phải nói là nào nhiều về phần ít ít thôi. Nói hết nhưng mà nói phải cắt bớt chứ nói hết. Cắt bớt nó cái đoạn đầu nói đi nó nhẹ nhẹ quá thôi. Trái thôi rồi thôi mười giải rồi là nói to rồi tôi thu cái này là đường link kênh của tôi đây YouTube bạn. Tôi hiện là người làm video nội dung vẽ tranh và tô màu trên nền tảng YouTube. Các video được tạo của khuôn mặt và lòng thật của chính tôi, đồng thời nội dung được tạo và sử dụng hợp pháp. Tôi đã tải có 100 video trên kênh của mình. Gần đây, kênh của tôi đã bị tạm dừng tham gia chương trình đối tác YouTube vì lý do sử dụng lại nội dung. Tôi rất buồn và nghĩ rằng việc chấm dứt kiếm tiền của tôi là một sự hiểu lầm. Vì vậy, tôi thực hiện video kháng nghị này, mong YouTube xem xét lại tính năng kiếm tiền trên kênh YouTube của tôi. Các video phổ biến trên kênh của tôi như sau. Ví dụ 1, vẽ tranh của thủ bóng đá. Trên năm nay, đã ngừng bài thắng, video được đăng vào khoảng 3 tháng trước. Video đạt hơn 2 năm được xem. Video xuất hiện mặt và dẫn thật của chính tôi. Ví dụ 2, vẽ cầu thủ bóng đá Ronaldo. Video được đăng vào khoảng 2 tuần trước. Video này là gần 100 người xem. Video này là mặt và lỗ thật của chúng tôi. Video 3, các cầu thủ bóng đá Neymar để chơi. Video được đăng vào khoảng 2 tuần trước. Đạt hơn 1,7 nghìn lượt xem. Video này là mặt và lỗ thật của chúng tôi. Video 4, các tranh quả cà chua. Video được đăng vào 11 ngày trước. Video đạt hơn video kiện mà có tổng thật chúng tôi. Ví dụ 5, vẽ cầu thủ Haaland video được đăng vào khoảng 6 ngày trước. Video đạt 12 lượt xem. Video kiện mà có tổng thật của chúng tôi. Video 6, cái tranh động vật con rắn video được đăng vào ngày hôm qua. Video đạt 8 lượt xem. Video kiện mà có tổng thật của chúng tôi. Tất cả những video cho các bạn xem ở đây để đủ đại diện cho kênh của tôi. Tất cả những video tôi quay đều có hình ảnh mặt và giọng nói thật của chính tôi. Tôi cam kết không lấy và sử dụng video của người khác. Xin mời đội ngũ YouTube tiếp theo hãy xem cách mà tôi tạo ra video của tôi. Đã quay xong rồi, tôi có một xong nhé.